Tôi tên là Ngô Duy Thảo, là em trai của liệt sĩ Ngô Văn Gụ. Gia đình tôi thì bố mẹ sinh hạ được 9 anh chị em, 6 trai, 3 gái. 6 anh em trai thì có liệt sĩ Ngô Văn Gụ lên đường năm 66 thì đánh nhau trong Quảng Trị. Theo di nguyện của ông cụ thân sinh ra anh em tôi thì ông cụ bảo sau này kiểu gì các con phải cố gắng quyết tâm phải tìm được anh về. Bây giờ hy sinh vì dân vì nước chứ bây giờ có 6 anh em trai bây giờ để anh vu vơ mãi trong Quảng Trị thì không được. Mà sau này các con sẽ tìm được. Trong quá trình từ 2002 đến coi là 2017 có thể là trong một tháng ít nhất cũng có thể đi tới 7-8 lần. Đấy, có những tháng đi tới 20 lần là những cái tháng mà có gần tìm được anh. Anh tôi là trực thuộc quân chủ lực của tỉnh đội Quảng Trị. Thế đến tháng 2 năm 68 thì anh tôi hy sinh ở thôn Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cứ vào là người ta giúp đỡ, cứ vào là người ta đón tiếp. Thế là cứ dần dần là cái manh mối nó cứ hé hở ra, nó cứ hé ra cho đến lúc chúng tôi tìm thấy mà khai quật nhiều lắm, mà dân ở trong đấy thậm chí là cái cây mà ăn quả, cái cây mà lấy gỗ trong vườn nhà người ta mà nhà ngoại cảm bảo nó ở đó người ta cũng đào luôn, không chờ đến ngày lấy gỗ cũng không cần ăn quả nữa người ta cũng đào luôn, mà cả toàn dân người ta đào cho mình. Không biết là bao nhiêu lần xác minh đi xác minh lại cuối cùng tìm được đồng đội của anh tôi là cựu chiến binh trong thành cổ Quảng Trị. Đến năm 2012 qua quá trình đi tìm thì lại có một đồng đội báo là anh tôi là hy sinh ở đầu làng thôn Long Quang. Thế khai quật hết một ngày tầm khoảng độ 200 khối đất không thấy. 2017 cùng kết hợp với đơn vị và tỉnh đội Quảng Trị thì họ mới điện cho gia đình tôi, điện cho vợ chồng tôi là hiện nay đã khoanh vùng được đúng vị trí coi như liệt sĩ Ngô Văn Gụ là anh tôi hy sinh tại cuối làng thôn Long Quang. Thì là hai vợ chồng tôi lập tức nhảy tàu vào tỉnh đội Quảng Trị, họ mới nghi ở cái chỗ cách vị trí anh tôi hy sinh đấy là tầm 50 mét thì họ thấy có một cái nấm. Họ bảo thử khai quật cái chỗ này xem nó thế nào. Với sự kiên trì của những người quy tập hài cốt liệt sĩ khai quật rộng ra gặp một cái tiểu sảnh thì có một anh tên là anh Hùng, anh mới bảo là đây chính là một liệt sĩ của quân chủ lực tỉnh đội Quảng Trị hy sinh vào ngày 16 tháng 2 năm 68 tại bờ mương cách đây tầm 50 mét lui về phía tay phải. Năm 1982 hai bố con tôi đi lấy củi, thế là bố tôi chặt củi xong tôi mới kéo củi ra thì gặp luôn liệt sĩ Ngô Văn Gụ này nằm ở trong cái búi tre đó cuốn vào một cái tăng bạc của bộ đội. Trong cái tiểu sành này là có ghi tên liệt sĩ ở trong lọ Veselin, liệt sĩ Ngô Văn Gụ là K8 tỉnh đội Quảng Trị, quê ở Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình. Chú này còn có một răng vàng nữa. Bố anh Hùng mới bảo anh ấy là trước sau chú liệt sĩ này chú sẽ tìm được gia đình và đồng đội người ta sẽ tìm được chú ấy và người ta sẽ đưa chú về đất mẹ. Qua quá trình đi tìm anh đằng đẵng 20 năm thì tôi cũng thấy là cái sự vất vả. Thế mà nhiều gia đình cũng còn vất vả và khó hơn gia đình nhà tôi rất nhiều. Mà tôi không bỏ một chương trình nào để về chương trình đi tìm đồng đội. Đây là sự mong mỏi của người dân và sự mong mỏi của những người thế hệ sau như chúng tôi phải biết đền ơn đáp nghĩa. Quân đội và toàn bộ đất nước mình và không những đất nước mình và còn liên quan cả sang phía bên Mỹ thì dù sao chăng nữa là hai bên chiến tuyến đều có những cái trách nhiệm và càng nhanh thì càng tốt mà càng để lâu thì càng khó tìm. Đấy là ý nguyện của tôi cũng như người dân Việt Nam, mà không riêng gì dân Việt Nam mà cả trên đất nước Mỹ cũng người ta cũng mong muốn cái điều hạnh phúc đó.